đội tuyển Malaysia sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quyết định mới đây của Liên đoàn bóng đá Malaysia. Các đội bóng không được phép hội quân khi chưa có sự cho phép của Hội đồng An ninh Quốc gia. Giám đốc điều hành MFL, ông Ghani Hassan xác nhận. Như mọi người đều biết, chính phủ đã quyết định gia hạn lệnh kiểm soát có điều kiện cho đến ngày 7 tháng 6. Do đó, MFL hy vọng các câu lạc bộ tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn cho đến khi chính phủ có thông báo mới. Tất cả các hoạt động thể thao, bao gồm cả tập luyện, thi đấu giao hữu không được phép tổ chức như chúng ta đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Nếu đội nào tiến hành bất kỳ hoạt động bóng đá mà không có sự cho phép của Hội đồng An ninh Quốc gia là vi phạm đạo luật 342. Hy vọng tất cả các đội có thể kiên nhẫn. Chúng ta tuân thủ các yêu cầu của chính quyền để đảm bảo tất cả được an toàn. Giải bóng đá vô địch quốc gia Malaysia vẫn đang trong thời gian tạm hoãn và dự kiến phải tới tháng 9 mới có thể trở lại. Nhiều khả năng, các câu lạc bộ chỉ được phép hội quân tập luyện từ tháng 8. Điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn lớn cho huấn luyện viên Ta Chang Hue, bởi đó là thời điểm AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã cận kề. Phong độ của các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp khi không được ra sân thi đấu, cũng không được hội quân để tập luyện. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam đã trở lại từ ngày 23 tháng 5 với loạt trận ở Cúp Quốc gia năm 2020. Đến ngày 5 tháng 6, giải V-League sẽ chính thức trở lại. So với các đối thủ trong khu vực, rõ ràng huấn luyện viên Park Hang-seo đang nắm lợi thế rất lớn để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trước mắt. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng là nước đầu tiên mở cửa cho bóng đá quay trở lại. Thậm chí, không giống như Hàn Quốc, các sân vận động trên cả nước còn chào đón các cổ động viên tới sân theo dõi. Điều này khiến cho Liên đoàn bóng đá Malaysia tỏ ra hết sức thán phục với công tác tổ chức giải đấu của Việt Nam. Tổng thư ký FAM, Tiwat Ramalingam phát biểu: "Chúng tôi đang học hỏi nhiều nước như Hàn Quốc và Đức. Chúng tôi đã tiếp xúc với họ cũng như Việt Nam. Việt Nam đã bắt đầu trở lại, thậm chí khán giả còn được phép vào sân. Đó là một điều đáng kinh ngạc.